Chào mừng các em học sinh đã đến với series Giải sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 của Anh Ngữ Jim. Trong video ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với Unit 4 For a Better Community, phần Getting Started. Chủ đề của Unit 4 là For a Better Community, tức là cho một cái cộng đồng tốt đẹp hơn, đúng không ạ? Và phần Getting Started của chúng ta sẽ là có chủ đề Volunteering in the Community, tức là làm tình nguyện trong cộng đồng. Trước hết, chúng ta cùng đến với một cái bài nghe. Thì trước khi nghe, cô sẽ lưu ý cho các em một vài những cái từ mới liên quan đến chủ đề volunteer này. Rồi, trước hết là cái từ volunteer. Volunteer có nghĩa là tình nguyện viên, người làm tình nguyện. Thứ hai là chúng ta có ở đây có từ advertisement. Advertisement là quảng cáo nhé. Rồi, và từ có trong bài học Unit 4 này xuất hiện nhiều nhất, đấy là từ community. Community là cộng đồng. Và chúng ta có một cái động từ có nghĩa là thúc đẩy, đấy là từ boost. Đấy. Và ở câu cuối chúng ta có từ application. Application là đơn xin. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe đoạn audio sau nhé. Track 28, Unit 4, For a Better Community. Page 42, Getting Started. Volunteering in the Community. Activity 1, Listen and Read. Hi Tam, I went to your house at 9 a.m, but you weren't there. Oh, when you came, I was working as a volunteer at our local centre for community development. Ah, I see. How did you become a volunteer there? Just by chance. Last summer, while I was visiting the centre, I saw an advertisement for volunteers. I applied, and my application was successful. I also want to be a volunteer. I find community work very interesting. I agree. Community service not only benefits the local area, but can also boost our confidence and help us learn many useful skills. What are the regular activities organised by the centre? Oh, there are endless opportunities for getting involved. For example, you can join a local environmental group to clean up the park once a week, or volunteer at an orphanage. Sounds good. How can I apply? I'll email you the form. You just fill it in and send it in. Thanks so much. I'm so excited about volunteering at the centre. No problem. Good luck. Hope your application is successful and you enjoy the work. Ok, sau khi nghe đoạn hội thoại cùng với việc là đọc các câu thoại có ở trong bài tập 1 thì chúng ta sẽ cùng đi trả lời những câu hỏi sau. Thứ nhất, what was Tâm doing when Kim went to her house? Tâm đang làm cái việc gì khi mà Kim đến nhà của cô ấy? Đây là chúng ta đang hỏi về một cái hành động đang diễn ra trong quá khứ, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở trên đoạn hội thoại này, ở ngay phần đầu luôn ạ, bạn Kim có nói là chào Tâm, tôi đã đến nhà bạn vào lúc 9 giờ sáng, nhưng mà bạn không có ở đấy. Thì bạn Tâm trả lời là oh, when you came, I was working as a volunteer at our local center for community development. Tâm nói rằng là khi mà Kim đến thì cô ấy đang làm tình nguyện viên tại trung tâm phát triển cộng đồng địa phương. Đấy, cho nên là cái câu hỏi số 1 này chúng ta sẽ trả lời là Tâm was working as volunteer at the local center of community development. Câu số 2. What are some regular activities at the center for community development? Đâu là những cái hành động thường xuyên xảy ra, đúng không ạ, ở cái trung tâm phát triển cộng đồng này? Thì chúng ta có thể nhìn thấy ở đây ạ. Rồi, khi mà bạn Kim hỏi cái câu đấy thì bạn Tâm có trả lời là oh, there are endless opportunities for getting involved. For example, you can join a local environmental group to clean up the park once a week or volunteer at an orphanage. Rồi, thế thì đáp án nó chính là cái cụm này, đúng không các em? Ok,
thì chúng ta sẽ trả lời là some regular activities at the Center for Community Development include joining the local environmental group to clean up the park once a week and volunteering at an orphanage. Rồi, orphanage ở đây cho em nào chưa biết thì đấy có nghĩa là trại trẻ mồ côi, đúng không ạ? Có vô số cơ hội tham gia tại trung tâm phát triển cộng đồng này. Ví dụ như là tham gia vào một cái nhóm môi trường địa phương để có thể clean up the park, dọn dẹp công viên một lần một tuần và làm tình nguyện viên ở trại trẻ mồ côi. Câu số 3. How can Kim apply for volunteer work at the center? Kim có thể nộp đơn, đúng không? Apply for có nghĩa là nộp đơn ứng tuyển vào một cái gì đấy. Rồi, nộp đơn ứng tuyển vào cái công việc tình nguyện ở trung tâm như thế nào? Đấy, thì sau khi mà hỏi Han đấy thì bạn Kim bạn ấy cũng muốn apply, đúng không ạ? Và bạn Tâm có nói rằng là I'll email you the form, you just fill in and send it in. Tâm thì sẽ email cho Kim và sau đó thì Kim điền vào cái lá đơn đấy và gửi nó đi, đúng không ạ? Rồi, thế thì chúng ta sẽ trả lời câu 3 là Kim can apply for volunteer work at the center by filling in an application form and sending it in. Bài tập số 3, chúng ta có cái đề bài là find adjectives in the following suffixes in the conversation and write them down. Ở đây có cái khái niệm là suffixes. Suffixes ở đây nó sẽ là những cái hậu tố nha các em nhé. Tìm những cái tính từ với những cái hậu tố sau đây trong đoạn hội thoại và viết chúng xuống bên dưới đây. Rồi, chúng ta sẽ có là có những cái hậu tố như là hậu tố đuôi ed này. Thì chúng ta thấy trong bài có từ excited, đúng không ạ? Có nghĩa là cảm thấy hào hứng, phấn khởi. Rồi, hậu tố ing thì chúng ta có từ interesting, là gây tò mò, gây thú vị, gây chú ý. Rồi, hậu tố for, từ for này thì trong bài có từ successful và useful, đúng không ạ? Successful là đạt được cái kết quả một cách thành công, còn useful có nghĩa là hữu ích. Đấy. Ngoài ra, chúng ta còn có một hậu tố nữa là hậu tố less. Thì chúng ta có endless là không giới hạn, không có ranh giới, vô tận, đúng không ạ? Rồi, để mà chỉ rõ ra cho các em thì cô sẽ quay lại đoạn hội thoại và các em có thể nhìn thấy này. Chúng ta thấy có từ successful đấy trên màn hình, đúng không ạ? Thành công này. Rồi, đuôi ing có từ interesting đấy, tính từ của hậu tố đuôi ing, thú vị này. Rồi, chúng ta có useful đấy, hữu ích này. Rồi, có từ endless, đúng không ạ? Endless opportunities là có rất là nhiều cơ hội, có vô vàn những cái cơ hội, đúng chưa? Và ở gần dưới chúng ta có từ excited. Excited là thú vị, hay ho. Đấy, hào hứng về một cái việc gì đấy, excited about. Phần cuối cùng trong buổi Getting Started này là đề bài có hỏi chúng ta find a verb or a verb phrase in the conversation 1 to complete each sentence. Hãy tìm một cái động từ hoặc là cụm động từ ở trong cái đoạn hội thoại thứ nhất và hoàn thiện mỗi cái câu sau. Rồi, câu 1 chúng ta có là oh, when you came I, gì gì đó này, as a volunteer at the local center for community development. Khi mà bạn đến thì tôi, này, như là một tình nguyện viên ở cái trung tâm cộng đồng địa phương, trung tâm phát triển cộng đồng địa phương. Rồi, thì chúng ta quay lại cái đoạn hội thoại thì các bạn nhớ không ạ? Nó nằm ngay ở đầu, gần ở đầu luôn. Đấy, when you came, I was working as, đúng không ạ? Thì cái từ đang thiếu ở đây đấy là was working. Rồi, ok, thì đấy là đáp án của câu thứ nhất. Câu thứ hai các em có last summer while I were visiting the center I gì gì đấy này, an advertisement for volunteers. Rồi, mùa hè năm ngoái trong khi mà tôi đang đi thăm cái trung tâm thì tôi như thế nào đấy, một cái quảng cáo cho những tình nguyện viên. Rồi, ok, thì chúng ta sẽ cùng scan lại cái vị trí của cái câu đấy trong đoạn hội thoại nhé. Rồi, thì đó đang nằm ở câu thoại thứ tư, đúng không ạ? Last summer, đây rồi. While I were visiting the center, I saw, đúng không ạ? An advertisement for volunteers.
Và từ cần thiếu chúng ta ở đây là từ saw. Từ saw là quá khứ của từ see, đúng không ạ? Đấy, tôi đã nhìn thấy một cái quảng cáo. Ok, bài tập này đã hé mở cho các em một chút về cái video bài học tiếp theo của chúng ta. Đấy là liên quan đến thì quá khứ tiếp diễn. Đấy, diễn tả một cái hành động đang xảy ra trong quá khứ. Rồi, thế còn về cụ thể cách dùng trong một câu ghép có thì quá khứ và quá khứ tiếp diễn như thế nào thì chúng ta sẽ cùng đón chờ ở video sau nhé. Cảm ơn các em đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các em ở những video sau của series giải sách giáo khoa của anh ngữ Jim. Hẹn gặp lại. See you soon.